Xin chào tất cả mọi người. Trên tay mình đang cầm là một loại băng dính rất là cần thiết cho ngành sang cuộn, giống như là ngành mình sang màng màng trong ngành bao bì nè, rồi mình sang những cái cuộn đề can trong cái ngành label, hoặc là mình sang những cái cuộn phim. Thì khi trong quá trình sang như vậy thì mình cần một cái loại băng keo dán trực tiếp lên cái trục để mình chống trầy, chống trượt, đồng thời với những cái cuộn mà băng keo hoặc là label mà có phim, có cái có cái lớp keo thì mình càng cần thiết phải sử dụng cái loại băng dính này, thì nó sẽ đảm bảo được cái vấn đề chống trầy, chống trượt, đặc biệt là nó sẽ giữ nguyên cái lớp keo, nó sẽ không có mất đi cái độ bám dính của keo trên cái cuộn băng keo hoặc là đề can mà có lớp keo. Thì đây là cái cuộn băng keo chống trầy, chống trượt. Mình xin để gần cho mọi người nhìn thấy rõ hơn. Thì khi mình sử dụng thì mình sẽ tách cái lớp vàng này ra, nó là ở phía là lớp keo. Mình sẽ dán cái lớp keo này lên cái trục để mình trước khi mình sang. Và cái cuộn băng keo này thì cái khổ của nó là bề rộng là 5 phân và bề dài của một cuộn là 33 mét. Thì trên cái cuộn này là cái cuộn mẫu thôi, còn cái cuộn nguyên của nó đây, mình xin đây, cái cuộn nguyên của nó khá là to á, cái bề dài của nó là 33 mét nha. Rồi, và cách sử dụng như thế nào thì mình xin cho mọi người cứ xem một cái clip mà từ nhà cung cấp họ sản xuất cái băng keo này nè, họ gửi đến cho mọi người xem. Thì mình cũng xin đưa lên cái clip của mình luôn để cho mọi người có thể tham khảo qua cái cách dán của nó như thế nào. Mọi người cùng xem clip nha.
xong rồi mình đã cho mọi người xem một cái clip là hướng dẫn sử dụng cái băng keo này để mình dán lên cái trục. Nếu mọi người có nhu cầu về sử dụng cái băng keo này thì đừng ngần ngại liên hệ với mình nha. Số hotline của mình là 090 978 3433. Mình rất vui khi nhận được điện thoại của tất cả mọi người để liên hệ hỏi về sản phẩm này nhé. Bye bye, mình xin chào.